nha. Nay mình ra nhà của anh Thảo, chị Hồng chơi. Thì chị Hồng có cây vú sữa này, trái nó cũng có chín vài trái. Giờ anh Thảo anh leo đến hái cho chị em mình ăn. Mời ông bà cô chú và tất cả các bạn cùng con hái vú sữa đi ăn nha. Ui, anh Thảo leo rồi. Ủa tay nãy ở trong cái lùm đó là gì anh Thảo? Bữa hổm bị gãy hết nhánh bự chứ không, là nay nhiều dữ lắm luôn á. Đây cái nhánh vú sữa quá trời luôn mà nó còn non nè. Không biết em chụp được không nữa nè. Này cái này cũng chưa chín luôn, khi nào cái đít nó hồng hơn miếng nữa thì nó mới đậm đậm đã quá vú đây. Vú sữa được anh Thảo ơi, người ăn nửa trái thưởng thức thôi chứ có chín hải chứ. Ở đây còn quá trời vú sữa non luôn nè. Cái này phải chắc cả tháng nữa mới ăn được à. Anh Thảo anh leo tuốt lên cao luôn rồi. Chị hai đưa cái vợt giùm em đi chị hai. Anh bỏ vô đó lấy xuống. Ôi, trái quá trời luôn. Vú sữa này thì có chưa có chín nhiều, mới chín có mấy trái à. Mình là được ăn trái đầu mùa luôn á. Chị thò vô lấy ra chứ, chị lấy luôn cái cây gì cái gì. Lấy gì anh giật. Cặp hai cái gì sao tính mấy. Được anh Thảo ơi. Cô ba đang ngồi chút cọng dừa. Ở đâu cô ba có cọng dừa tươi quá trời cô ba. Mấy người ở gần cho đó. Dạ. Thì thấy cô không có mặn gì. Cái này cô róc nè, với lá dừa khô đó. Dạ. Dừa đó. Để giờ già thì không có mặn gì con ơi. Để làm bẫy nó bóp chổi hay là mình bán gì đó. Dạ. Bữa cô ba cho con cây chổi xài ngon lắm, cộng dừa tươi xài bền. Dạ. Ờ đây lá dừa khô cô ba có róc. Họ cho thôi, mấy người kêu cho dữ lắm. Nói mấy bà già không làm gì được á. Cô róc không ngay ngò gì đó. Anh Thảo có cái nhánh ngồi đó ha. Hôm đó tôi tưởng chết chứ. Dạ, bữa trời mưa con ra đây nè. Gãy nhánh luôn. Thấy còn không? Hết rồi anh Thảo ơi, thôi xuống đi anh Thảo ơi. Dạ, con chưa ăn, để hồi nữa con ăn thử cái ngọt không. Không ai phụ cầm cái cây giùm ảnh kìa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quá trời vú sữa luôn rồi. Vú sữa chín á. Trái này cái đít nó hồng hồng nè, ngọt dữ lắm á chị hai. Chín quá trời. Chín quá trời. Đã thiệt á. Trời ơi nó bóng. Này mình hái mình ăn liền luôn là nó ngọt ngon lắm. Ủa cái này mình trẻ xui hay trẻ ngang vậy anh Thọ? Trước khi mình ăn mình bóp đi. Mình bóp hả? Bóp cho nó mềm. Vậy giờ mình bóp đi kìa. Đưa cho cô ba. Dạ, đưa cho cô ba anh hả? Chị hai, lấy chị hai. Cho tay bự nè. Trời ơi, em ăn tay này à, em thấy rồi. Em chọn tay này nè. Giờ mình dò. Mình thích dò hả? Dò rồi bóp nữa cho nó mềm ra hồi nữa mình dễ ăn. Bóp kiểu gì mới đen cái. Tại bóp gì kỳ vậy, chảy tùm lum rồi. Mới bóp con cái mọc mà vậy. Rồi chị ăn luôn. Chị ăn luôn đi. Rồi, mời cả nhà ăn nước sữa nha mình. Thì nãy em hỏi anh Thảo dù trẻ xui vậy hay trẻ ngang dễ hơn. Cái này cũng được. Một tá trẻ xui, một tá trẻ ngang. Gì ba ăn gì ba? Con ăn. Anh thường ba anh không có trẻ. Anh không có trẻ hả? Ủa? Lộn luôn hả? Vậy anh cạp hay gì? Tự nhiên hỏi anh cạp gì ghê quá. Mời bình nước nó chạy. Kỳ gì đây? Mời cả nhà cùng ăn vú sữa nha. Trời ơi, vú sữa mà trưa nắng được cái vú sữa này ăn. Chưa đưa vô là thấy chảy nước miếng thì thèm quá. Ngon quá. Ngọt cái sợ luôn á chị hai. Giờ tới vú sữa của anh Thảo hết là ngày nào cũng ra hết. Mời cả nhà ăn cửa của mình nha. Tết cho từ lưa. Nhờ như cái bông ha. Vậy thật là chỗ đó đó. Chị đâu có làm được vậy. Tết từ lưa kiểu nào ta cạp cho ai mới muộn không. Cái vú sữa này ăn đế ngang cười cười ngồi chận hột mà nó nuốt vô cái rồi là chết luôn á. Ngọt quá. Ngọt vậy. Giữa trưa nắng ăn ngon quá chị ha. Ở nhà mình không có. Vậy anh Thảo có em hỏi anh thử thì ngon không anh Thảo? Không gầy nó chín lại gai. Ừ. Trái này trái à. Ngon quá. Mà anh ăn anh thấy ngon không? Ngon. Tái thôi nha. Chứ không phải ngon à, ăn tái nữa à. Ta nhịn bụng để cắt chị ngon tính. Đâu có, còn mà em muốn gán ta thử làm cho lẹ. Chị cản phước kìa. Tái này chín con tợi nước. Có coi, sữa nhiều. Coi chừng ngọt ngọt đưa vô ngồi dội không em cười đỏ. Sữa ngon quá. Đầu mùa này không có dội. Tái của cô ba ngon không cô ba? Ngon quá. Nắng nắng rồi nè. Mềm thiệt mềm. Nghệ thuật ăn vú sữa của anh Thảo nè. Cái nóng giật này hả? Nóng giật kìa. Uống mấy muối nè. À, anh Thảo đang làm cái bông bằng trái vú sữa nè. Này hay quá, mình ăn vậy nó không có bị mắc hột nè. Khỏi trẻ. Ừ. Từ lưa không? Thôi mời đi. Chị hai ăn cái bông đi. Ăn cái bông rồi đi. Thôi ăn cạp luôn. Cái này mình ăn muỗng hay mình cạp anh Thảo? Cái này coi. Cạp thì cũng được, muốn ăn muỗng cũng được. Cạp hồi em mũ không à, dính mũi rồi á. Dơ. Hôm nay ăn mũ rồi đó chắc. Không ăn cái rồi. Đúng rồi. Mấy thở mà ăn gì ha. Dạ.
Ờ, giống cái bông ba cánh. Cô ba ăn trái nữa cô ba. Thôi cô không ăn nữa rồi. Hồi sáng cô có ăn trái. Vú sữa ngon quá trời. Tháng nắng chứ qua tới tháng mưa nhiều khi bị dòi đồ ăn không ngon. Clip của mình đến đây cũng đã hết rồi. Chúc cả nhà xem video được nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Bây giờ gia đình của mình xin chào và hẹn gặp lại.